Đúng 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch, năm con giáp trúng số bất ngờ, phát tài rực rỡ, cực giàu có. Hoan hỷ chào đón quý vị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, thưa quý vị thân mến, người xưa có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính, và đặc biệt tính cách sẽ quyết định số phận của một người, bất kể bạn được sinh ra trong gia đình thế nào. Nhưng nếu sống lương thiện, tốt bụng thì khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua. Ngoài ra, những người tốt bụng luôn được đền đáp xứng đáng, chỉ cần nhất tâm hướng thiện thì cuộc sống sẽ thập toàn thập mỹ. Khi luận giải tử vi 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông có tiết lộ rằng, trong số 12 con giáp, có 5 con giáp được trời sinh có tính cách nhân hậu. Họ có thể không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng tận sâu bên trong là người hết lòng vì người khác, gặp kẻ khó khăn liền nhiệt tình giúp đỡ, không mong đền đáp. Những người này được định sẵn, mang nhiều phúc đức, cả đời gặp nhiều may mắn, nhân sinh luôn có quý nhân phù trợ. Đặc biệt, trong 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch, cuộc sống của họ sẽ thăng hoa rực rỡ, cả tình lẫn tiền. 5 con giáp này được thần tài dẫn đường chỉ lối, mà ban phát cho tài lộc, đảm bảo sẽ lội ngược dòng, phất lên làm đại gia, có tiền có quyền, nở mày nở mặt, khiến những kẻ từng khinh miệt, chèn ép, phải hối hận không kịp. Vậy đó là những con giáp nào và may mắn nào sẽ đến với những con giáp này? Liệu bạn có thuộc những con giáp này hay không? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Thìn. Người tuổi Thìn luôn tràn đầy năng lượng và sức sống, họ có sự tự tin và quyết tâm cao, nhờ điều này họ có khả năng đương đầu với thử thách và đạt được thành công. Người tuổi Thìn có nhiều cơ hội và may mắn trong cuộc sống, cho nên khi họ thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh, khởi nghiệp, sẽ có nhiều thuận lợi. Bên cạnh đó, người tuổi Thìn cũng rất khéo léo và biết cách ứng xử phù hợp trong cuộc sống. Khi đối mặt với những thử thách, họ có thể vận dụng các mối quan hệ quanh mình để giải quyết được tốt mọi tình huống. Tuy vậy, người tuổi Thìn cần giữ được sự tập trung vào mỗi việc họ làm. Ngoài khả năng giao tiếp, tuổi Thìn còn sở hữu sự sâu sắc trong tư duy, giúp họ phát hiện những ý tưởng tiềm năng để thăng hoa. Họ cần duy trì sự cân bằng giữa lý trí và trực giác, không để những hoài nghi và ảo tưởng che mờ sự phán đoán của họ. Trong cuộc hành trình của họ, người tuổi Thìn cần tập trung vào việc cân nhắc giữa logic và trực giác. Tuy nhiên, không hoàn toàn phớt lờ trực giác và nguồn cảm hứng bên trong bản thân, đó cũng là cơ hội giúp họ suy nghĩ sâu sắc và khám phá những góc nhìn mới. Nhìn chung, thành công của người tuổi Thìn trong cuộc sống không chỉ đến từ sự nỗ lực của bản thân mà còn đến từ bản mệnh may mắn, phú quý của họ. Người tuổi Thìn là những người tốt bụng và đối xử chân thành, không có bất kỳ âm mưu nào với người xung quanh, họ được mọi người yêu mến, có danh tiếng tốt và có những người bạn tri kỷ. Tuy nhiên, họ vẫn muốn có một cơ hội để bứt phá lên, may mắn thay, vận may tăng vọt trong 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch và người tuổi Thìn được những ngôi sao cát lành phù hộ. Kiếm tiền như hái lá cây, tài lộc người tuổi Thìn ngày càng tăng, trong công việc sẽ được lãnh đạo đánh giá cao, chức vụ thăng tiến vượt bậc. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Thìn may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch. 1. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. 3 ngày đầu tháng 10 âm là lúc người tuổi Giáp Thìn nhận ra có vẻ như bạn đang trông đợi quá nhiều từ những người xung quanh và rõ ràng. Ai cũng cảm nhận được điều đó, hãy hiểu rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng có thể diễn ra đúng thời gian, đúng theo cách mà bản thân bạn mong muốn. Hãy học cách sẵn sàng đón nhận mọi thứ tự nhiên nhất có thể thì hơn. Thiên quan dự báo, có sai sót nếu người tuổi Giáp Thìn không đủ tập trung. Dù sao lúc này là ngày nghỉ, nếu tâm trạng của ngày hôm nay không được tốt, thì hãy liên hệ với bạn bè để có thể gặp gỡ, chia sẻ với họ. Ngũ hành xung khắc cho thấy, bản mệnh không được lơ là về việc chăm sóc bản thân, kẻo ốm đau liên miên đấy. Nhất là vấn đề trang phục với thời tiết, hiện tại bạn để cơ thể quá nóng và quá lạnh, khiến bạn dễ bị ốm hơn đấy. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, trắng, hồng, quý nhân phù trợ, sửu, thân, con số may mắn 70, 40, 15. 2. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Kiếp tài nhắc nhở con giáp tuổi Bính Thìn nên đổi góc nhìn là cách để có thể tiếp cận mọi việc một cách dễ dàng hơn, kể cả khi bạn muốn đưa ra một kết luận hay đánh giá một ai đó. Tuy nhiên, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc nhờ cậy sự giúp đỡ của mọi người đấy. Hãy sẵn sàng để tự thân vận động nhé. 3 ngày này cũng cho bạn được cơ hội thư giãn một chút sau những phút giây căng thẳng. Tuy nhiên, nếu bạn không thích thú với những tương tác xã hội, thì cũng đừng gượng ép mình nhé. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể. Điều đó cũng bao gồm cả cảm xúc của bạn. Kim thủy tương sinh,
là cơ hội để bản mệnh cải thiện sức khỏe của mình. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý chắc chắn sẽ giúp bạn nhanh chóng phục hồi sức khỏe, lấy lại được nguồn năng lượng đã hao tổn trước đó. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng kim, quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, con số may mắn 61, 30, 92. 3. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Xem tử vi 3 ngày đầu tháng 10 âm, người tuổi Mậu Thìn gặp được thiên ấn nên đầu óc minh mẫn và linh hoạt hơn thường ngày, dễ gặt hái được nhiều thành công trên con đường công danh, sự nghiệp. Cùng với đó, thái độ nghiêm túc, tận tâm làm việc của bản mệnh cũng được mọi người đánh giá rất cao. Tuy nhiên, những người tuổi Mậu Thìn dễ phạm phải tiểu nhân, bị tiểu nhân quấy phá, ít nhiều ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng làm việc, bản mệnh nên đề phòng vẫn hơn. Dựa trên quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành, thủy sinh mộc cho thấy vận trình tình cảm của những chú rồng diễn ra suôn sẻ, hạnh phúc, đôi bên cùng biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, tình yêu vững bền theo năm tháng. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn, con số may mắn 10, 59, 83. Vị trí thứ 2, xin chúc mừng tuổi Mão. Tuổi Mão được xem là một trong những con giáp được hưởng phúc ấm nhất trong 12 con giáp. Sự nhạy bén và sâu sắc trong trực giác khiến cho người tuổi Mão nổi bật trong các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Mão thường tỏ ra điềm tĩnh và kín đáo, thậm chí khi họ đang trải qua những lo âu bên trong, họ thường giữ lại suy nghĩ và cảm xúc của mình và không thích trải lòng ra ngoài. Điều này giúp họ tránh được nhiều rắc rối bởi người khác thường không hiểu được rằng họ đang trải qua những cảm xúc gì. Tuổi Mão mang trong mình may mắn từ khi mới chào đời, may mắn này đi theo họ nhiều chặng đường trong cuộc đời. Chính vì vậy, sự chăm chỉ sẽ giúp vận may này thăng hoa. Tuy nhiên, để tận dụng hoàn toàn điều này, họ cần phải làm việc chăm chỉ và khai thác tài năng của mình, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh và sự nghiệp. Bên cạnh đó, bản mệnh người tuổi Mão sẽ mang đến cho họ mối nhân duyên tốt. Họ chỉ cần tập trung vào việc phát triển bản thân, gia tăng kiến thức và hiểu biết, và người phù hợp sẽ tự đến với họ. Với sự nỗ lực và lòng kiên nhẫn, người tuổi Mão có thể thăng hoa trong công việc và đạt được sự giàu có, hạnh phúc, trong khi những khó khăn và xui xẻo sẽ dần trở nên xa vời trong quá khứ. 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch, vận thế của người tuổi Mão rất tốt, đặc biệt là tài vận. Trong khoảng thời gian này, tuổi Mão kiếm tiền được là nhờ dựa vào các mối quan hệ vượng phát của mình. Trong sự nghiệp, sẽ có quý nhân tương trợ, mọi việc đều có người dẫn đường chỉ lối, khó khăn có người cùng tháo gỡ, được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách, được đồng nghiệp tin yêu, công việc tuổi Mão sẽ mang lại hiệu suất cao. Do đó con giáp này nên nhân cơ hội vàng này để thử vận may với xổ số, tỷ lệ trúng giải độc đắc là cực lớn đấy. Ngoài ra, con giáp này thường được phúc tinh phù trợ, cho nên sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc, lương thưởng tăng lên chóng mặt, chuyện tình cảm cũng suôn sẻ, mọi chuyện xui xẻo trước đây đều được hóa giải. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Mão may mắn nhất và cẩm nang vượng vận trong 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch. 1. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Xem tử vi 3 ngày đầu tháng 10 âm, người tuổi Quý Mão được tam hợp chiếu mệnh nên công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển. Bản mệnh có khả năng mở rộng mối quan hệ xã giao, ký kết được những hợp đồng có giá trị, hứa hẹn đem lại nguồn thu lớn cho tương lai. Cục diện tam hợp giúp đôi bên có sự thấu hiểu, cảm thông và bao dung cho nhau. Tất nhiên, bên cạnh ưu điểm thì ai cũng có thiếu sót, song không vì thế mà hai bạn từ bỏ tình yêu, ngược lại càng gắn bó với nhau hơn. Tỷ thiên cũng góp phần đem thêm may mắn đến cho những người tuổi Quý Mão, giúp tình cảm gia đình ngày một khăng khít, gắn bó. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Mùi, con số may mắn 45, 94, 03. 2. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Với tuổi Ất Mão 3 ngày đầu tháng 10 âm là lúc mà bản mệnh sẽ chứng minh được năng lực thực sự của mình. Công việc sự nghiệp của bản mệnh phát triển thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Khả năng thăng tiến của những chú mèo thời điểm này khá tốt, bản mệnh hãy dồn sức mình để phát huy nhiều, hơn nữa có thể bạn đang cách thành công một khoảng không xa nữa đâu. Tuy nhiên, thương quan xuất hiện nhắc nhở những người tuổi Ất Mão nên cân nhắc chi tiêu cho hợp lý,
chứ đừng vung tiền tự do, vô chính phủ như thời điểm hiện tại thì có làm bao nhiêu cũng không đủ ăn. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân, con số may mắn 20, 13, 57. 3. Tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Xem lịch 3 ngày đầu tháng 10 âm, người tuổi Đinh Mão sẽ được thiên tài ban phước, may mắn bội phần những người kinh doanh buôn bán may mắn, mua may bán đắt, dễ thu được nguồn lợi nhuận lớn. Những người làm công ăn lương cũng tràn đầy động lực và khí thế làm việc, do đó, thành quả luôn vượt kế hoạch đề ra. Với những ai đã có gia đình, thì đây là thời điểm bạn nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho nửa kia của mình, thời gian trôi qua không trở lại, đừng để mình phải hối tiếc sau này. Người tuổi Đinh Mão sức khỏe dồi dào, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao cùng một chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cho bản mệnh có một cuộc sống trường thọ, hạnh phúc. Ai sinh vào tháng âm lịch này, tuổi già hưởng hết phúc phần thiên hạ. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, cam, hồng, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần, con số may mắn 81, 86, 70. Vị trí thứ 3, xin chúc mừng tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ được biết đến như một trong những con giáp thông minh và sắc bén nhất trong 12 con giáp. Họ sở hữu cái đầu sáng suốt và khả năng hiểu biết độc đáo. Điều này giúp họ bước mạnh mẽ lên những bậc thang thành công trong cuộc đời. Sự may mắn sẽ là chìa khóa mở ra nhiều thành tựu cho người tuổi Tỵ, với tiền đề là họ luôn chăm chỉ. Đặc biệt, sự chăm chỉ này không chỉ là bùa hộ mệnh cho người tuổi Tỵ thăng tiến trong công việc, mà nó còn đưa đến cho người tuổi Tỵ nhiều cơ hội gặp được nửa kia của đời mình. Sự đam mê trong công việc và khả năng tận hưởng mọi khoảnh khắc của cuộc sống, bên cạnh việc duy trì mối quan hệ xã hội, sẽ giúp họ tìm thấy người bạn đời phù hợp. Tuy nhiên, dù họ có may mắn đến đâu, nếu không biết cách tận dụng, thì cơ hội có thể sẽ trôi qua. Người tuổi Tỵ cần nhớ rằng, để xây dựng một tương lai tươi sáng, họ cần có nền tảng vững chắc. Vì vậy, trong giai đoạn thanh xuân, họ nên tận dụng tài năng của mình để tiến lên trong sự nghiệp, cung cấp cho bản thân kiến thức và hiểu biết cần thiết. Dù có may mắn bên cạnh, họ cũng cần thực hiện các hành động thực tế để bảo vệ mình. Chỉ khi đó họ có thể đạt được sự bình yên và an yên trong cuộc sống. Người tuổi Tỵ có năng lực ứng biến nhanh, thời gian gần đây nguồn thu phụ bên ngoài của con giáp này rất thuận lợi. Hơn nữa, 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch, do gặp được cát vận tam hợp quý nhân, nên tài vận của tuổi Tỵ cực kỳ hanh thông, quan vận cũng vô cùng phát. Cũng trong khoảng thời gian này, người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội trúng được giải thưởng với số tiền không nhỏ. Nếu biết nắm bắt lấy cơ hội vàng, chắc chắn sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Trong sự nghiệp, chỉ cần duy trì thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và có trách nhiệm, sẽ được cấp trên và đồng nghiệp ủng hộ, có cơ hội tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Tỵ may mắn nhất và cẩm nang vượng vận 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch. 1. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tử vi 3 ngày đầu tháng 10 âm của 12 con giáp, thiên ấn mang tới những điều kiện tốt để cho con giáp tuổi Ất Tỵ có nhiều thuận lợi hơn. Trong cách tiến hành mọi việc dễ đạt được thành công, thế nhưng không có nghĩa là bạn mỉa mai những người không có được thành tích tốt. Thay vào đó, bạn nên hỗ trợ, giúp sức họ khi cần nhé. Với tình hình công việc hiện tại, bạn hoàn toàn có thể an tâm khi dành nhiều thời gian hơn cho những vấn đề riêng tư, như cải thiện chuyện tình cảm, mối quan hệ. Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời cuối cùng cho những thắc mắc của mình trong thời gian gần đây. Ngũ hành tương sinh cho thấy tình hình sức khỏe của bản mệnh đang được duy trì ở mức tốt, bạn đã thoát khỏi cảm giác mệt mỏi trước đây. Có được sự tỉnh táo và sáng suốt mà bạn cần có, ai chữa bệnh thì lúc này đang có giai đoạn phục hồi nhanh chóng. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, đen, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi, con số may mắn 02,1995. 2. Tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Tử vi ngày đầu tháng 10 âm của 12 con giáp, những cảm xúc tốt đẹp mà người thân, bạn bè, đồng nghiệp mang lại khi được tam hội giúp sức. Bạn tự tin với hành trình của mình, tuy nhiên, mặt trái của nó là vuốt ve cái tôi của bạn, khiến bạn khó thoát ra khỏi vòng tròn an toàn bạn tạo ra bao lâu nay. Thực thần nâng đỡ, để tuổi Đinh Tỵ có góc nhìn mới mẻ về cuộc sống, bạn từng có cảm giác những giấc mơ khá viển vông và suy nghĩ này khiến bạn mất niềm tin vào những thứ thuộc về tâm linh. Tuy vậy,
Hôm nay bạn sẽ phải thay đổi quan điểm của mình thôi, khi một trong những giấc mơ từ lâu của bạn trở thành hiện thực. Nếu thấy một cơ hội tốt để cải thiện vấn đề tài chính, thì hãy bắt tay vào thực hiện. Khi bạn có kinh nghiệm thực tế, thì bạn mới đánh giá được đúng tình hình, biết nên dành bao nhiêu tiền cho từng giai đoạn cụ thể. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, đen, đỏ, quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi, con số may mắn 06, 63, 34. 3. Tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Nhờ có tam hợp tạo nên cơ duyên tốt, nên con giáp tuổi Kỷ Tỵ dễ phải lòng một người khác giới. Nhưng nếu bạn đã có gia đình, thì chớ nên làm hỏng cuộc sống như mơ vì một chút sa ngã này nhé. Người tuổi Kỷ Tỵ rất vui trong ngày thiên tài nâng đỡ, giúp bạn có thêm một khoản tiền nhỏ, có thể là người khác tặng hoặc biếu. Có khi đó là một món quà giá trị bạn thích từ lâu nhưng chưa có khả năng mua nó, luôn có cách sắp đặt để mọi thứ trở nên hợp lý nhất có thể. Do đó, bản mệnh gặp khó khăn một chút thì đừng vội từ bỏ, bạn kiên nhẫn, thay đổi tình hình cho đến khi tìm ra phương án phù hợp với mình là được. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, trắng, quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất, con số may mắn 80, 61, 02. Vị trí thứ tư, xin chúc mừng tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn. Bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, tuổi Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời. Nhưng hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của người tuổi Ngọ trong công việc là cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Người tuổi Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Người tuổi Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực, giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình. Điều đặc biệt giúp người tuổi Ngọ gặp vận tốt sẽ phát huy được năng lực của mình, đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới và dường như họ luôn đi trước người khác một bước. Để phát triển sự nghiệp, các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy, mặc dù có vẻ tức thời. Giống như loài ngựa có thể chạy vạn dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc mới đi đúng hướng. Người tuổi Ngọ cũng vậy, có thể họ không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình không bị lệch hướng. Thêm vào đó, người tuổi Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra, nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Điểm yếu cơ bản của người tuổi Ngọ là họ không hiểu rõ điểm yếu của mình và cũng không thể thay đổi chúng trong thời gian ngắn. Người tuổi Ngọ nhanh nhẹn, làm việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp. Tuy nhiên, họ lại yêu cầu người khác làm việc với tốc độ tương đương mình. Khi kết quả không được như ý muốn, họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng. Nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội là ưu điểm của người tuổi Ngọ mà cấp trên rất hài lòng. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và cứ mải say thưa với chúng. Người tuổi Ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc, giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên, đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ. Người tuổi Ngọ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Sự nhạy cảm của người tuổi Ngọ khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc. Đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận, tuổi Ngọ cần chú ý đến điều này hơn. Để hạn chế những sai sót xảy ra, lạc quan và ý chí mạnh mẽ không muốn bỏ cuộc, nhưng việc thiếu kiên nhẫn khiến người tuổi Ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút. Sự vội vàng này có thể đưa đến nhiều kết quả không như ý. Tuy nhiên, chính vì nhạy bén, nên người tuổi Ngọ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của những người khác. Nhìn chung sẽ đạt được kết quả tốt nhờ sự lạc quan, giao tiếp khéo léo, cởi mở. Người tuổi Ngọ được nhiều người yêu mến, trong tập thể họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp. Chính vì vậy, nhờ có sự hòa hợp này, họ không chỉ học hỏi được nhiều điều mà cũng tận dụng được mối quan hệ để phát triển sự nghiệp của mình. Người tuổi Ngọ cũng thích rèn luyện trí tuệ thông qua các hoạt động thể thao. Chính nhờ vậy, các hoạt động tập thể ở nơi làm việc được người tuổi Ngọ hưởng ứng mạnh mẽ. Mặc dù phản ứng nhanh và có thể đưa ra quyết định ngay lập tức, nhưng do thiếu kiên nhẫn nên cũng dễ dẫn tới do dự. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới sự linh hoạt, khéo léo và thông minh của người tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ sẽ thành công rực rỡ, đặc biệt là trong 3 ngày đầu tháng 10 âm.
họ dễ dàng gặt hái được nhiều tiền tài may mắn hơn tất cả những con giáp khác. Bên cạnh đó, nhờ vào sự tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác, nên tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh. Mặc dù nhận được sự ưu ái, may mắn hơn những con giáp khác, nhưng không có nghĩa là tuổi Ngọ được thụ động ngồi chờ sẵn. Con giáp này cũng phải biết tự thân nỗ lực và nắm bắt cơ hội. Có như vậy bạn mới có được một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt hơn. Vì biết tự cố gắng và được cả thần tài lộc thiếu cố, con giáp này sẽ có vận mệnh đỏ son, tiền vô như nước. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Ngọ may mắn nhất và cẩm nang vượng vận 3 ngày đầu tháng 10 âm. 1. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Được chính quan nâng đỡ nên công việc của Bính Ngọ có tiến triển hơn hẳn mọi ngày. Việc mình thì mình làm, bạn không cần dựa dẫm hay xu nịnh ai để được hỗ trợ. Người nào đang đón chờ tin tức về dự án, xin việc, thi cử thì sớm nhận được tin tốt. Vận tài lộc gặp tam hội nên tuổi này dễ có quý nhân đến giúp. Bạn vốn là người ghét sân si, chỉ ham kiếm tiền nên cũng góp được kha khá tiền. Năm nay là năm khó nhằn, nếu ở thời điểm hiện tại bạn vẫn có lương đều đặn, có cơm no áo ấm là may mắn hơn hàng vạn người. Đường tình cảm xuống dốc vì thổ thủy tương khắc, chẳng ai thương bạn như gia đình cả, nên nếu có ai đó phản bội bạn thì cũng là chuyện thường, bạn cũng nên bớt tham việc để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, be, vàng, quý nhân phù trợ, tỵ, ý, con số may mắn 05, 72, 59. 2. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. 3 ngày đầu tháng 10 âm có thực thần chiếu mệnh, nên những bạn làm công việc tự do buôn bán sẽ gặp may mắn, không có họa lớn. Người làm công chức thì giải quyết công việc nhanh hơn mọi ngày, nhờ sự nhanh nhẹn và tập trung, tài lộc tăng tiến, tiền bạc dư dôi. Con giáp này cũng giành được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp của mình, nên tiền bạc cũng được xê dịch, tuổi Ngọ nên học hỏi nhiều hơn ở những người giàu kinh nghiệm. Họ sẽ cho những lời khuyên tốt, vận trình tình cảm nảy nở, nhờ cục diện thủy sinh mộc, người có gia đình quan tâm cha mẹ nhiều hơn, bạn luôn đặt chữ hiếu lên đầu. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xám, quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, con số may mắn 90, 43, 15. 3. Tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990. May mắn có chính quan tương trợ nên tuổi Canh Ngọ vô cùng suôn sẻ trong đường công việc, dù không cần chứng tỏ rằng bạn xuất sắc, nhưng mọi người vẫn công nhận tài năng của bạn. Tuổi này buôn bán giỏi, nhanh tay nhanh miệng, ăn nói tuy vụng nhưng vẫn xin được việc, cứ tiếp tục phát huy ưu điểm nhé. Đường tình cảm đi xuống vì thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy còn nhiều vấn đề khúc mắc, mặc dù đôi bên có nhiều điều muốn nói nhưng ngại nói ra. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh lá, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, con số may mắn 50, 05, 69. Vị trí cuối cùng, xin chúc mừng tuổi Mùi. Người sinh năm Mùi thể hiện năng lượng dồi dào, cho phép họ chịu đựng áp lực lớn nhưng vẫn duy trì sự ổn định, tương tự như vậy. Mùi có khả năng chịu đựng tốt những điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt và sống sót nhờ những đám cỏ lưa thưa. Dường như một sức mạnh vô hình ẩn chứa bên trong, cho phép chúng chịu đựng được những thay đổi mạnh mẽ của môi trường. Với bề ngoài mềm mỏng, người sinh năm Mùi lại có khả năng chịu đựng ngoan cường, điều này cho phép họ sống sót, kể cả khi những người khác với vẻ ngoài cường tráng lại không thể làm được. Mùi là con giáp không biết lùi, tuổi Mùi đặc biệt thích hợp với công việc ngoài trời, chẳng hạn như tham gia các đội giải cứu, đặc công tinh nhuệ, đối đầu với môi trường khốc liệt. Người sinh năm Mùi rất thanh lịch, nhẹ nhàng và được đánh giá cao trong nghệ thuật, tuy nhiên họ thường nhút nhát, bi quan và dễ bối rối về cuộc sống, trong các mối quan hệ. Đừng mong họ là những người thực hiện bước đi đầu tiên, tuy nhiên, một khi đã vượt qua rào cản ban đầu, bạn sẽ thấy họ là người nồng hậu, chân thật, sâu sắc, toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ tình cảm. Nếu cần tìm một người bạn đời, hay ít nhất là một mối quan hệ lâu dài, thì không có con giáp nào tốt hơn tuổi Mùi. Tuy nhiên, nếu bạn thích phiêu lưu và niềm đam mê cháy bỏng, thì tốt nhất là nên bỏ qua con giáp này. Người sinh tuổi Mùi thường nhạy cảm, hay lo lắng, họ thích sự an toàn và cảm thấy hài lòng với những thói quen. Khi tranh cãi, họ thường giữ im lặng, tuy đôi khi có vẻ vụng về trong lời ăn tiếng nói, nhưng con giáp này luôn đam mê việc mình làm và có niềm tin sâu sắc vào điều họ cho là đúng. Tuổi Mùi thường tốt bụng và vị tha,
Mặc dù thích một cuộc sống nhàn hạ, dễ dàng, không rắc rối hoặc xung đột, nhưng nếu nguy hiểm xuất hiện, nhất là nếu phải cứu mạng sống của mình hoặc người khác, con giáp này sẽ cực kỳ hiếu chiến. Hoàn cảnh ảnh hưởng rất rõ tới hành động của tuổi Mùi, làm bộc lộ những nét tương phản đáng ngạc nhiên bên trong vẻ bề ngoài có vẻ bình thản của họ. Con giáp này thích nhường việc đưa ra quyết định cho những kẻ khác, nhưng sẽ không chịu đi theo con đường mà họ không thích. Tử vi cho biết, những người tuổi Mùi chính là con giáp may mắn trong 3 ngày đầu tháng 10 âm. Những người tuổi Mùi càng chăm chỉ, thì đường công danh càng lên cao như diều no gió. Đặc biệt, với những người tuổi Mùi đang kinh doanh buôn bán, thì đây chính là cơ hội để phát tài. Trong thời gian này, người tuổi Mùi sẽ có quý nhân trợ giúp, giàu có, không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc, mà đường tình duyên của người tuổi Mùi cũng rất thuận lợi. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Mùi may mắn nhất và cẩm nang vượng vận 3 ngày đầu tháng 10 âm. 1. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Tuổi này có thiên ấn trợ lực nên đường sự nghiệp cát nhiều hơn hung, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ, kiên nhẫn với mục tiêu của mình thì không ai có thể khinh thường. Ngược lại, tiếng nói của bạn còn có giá trị vô cùng, tuy nhiên, dù tài cao đến đâu cũng nên khiêm tốn chăm chỉ học hỏi mới tiến bộ nhanh được. Dựa vào tử vi 3 ngày đầu tháng 10 âm nhận thấy, đường tài lộc của Đinh Mùi khởi sắc nhờ tam hợp cục nâng đỡ, người làm công ăn lương sẽ có thêm thu nhập phụ bên ngoài. Người buôn bán kinh doanh thì đắt hàng, ai gặp gỡ khách hàng để ký hợp đồng hôm nay sẽ thành công, sắp tới có tiền hoa hồng thường nóng. Về phương diện tình cảm, dễ có tin tốt đến nhà, nhờ kim sinh thủy, người đang ốm sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, chăm sóc của người thân và tìm được phương pháp trị bệnh thông qua người quen, bạn nên trân trọng những mối quan hệ thân thiết, họ chính là quý nhân của bạn. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, bạc, đen, quý nhân phù trợ, thìn, tí, con số may mắn 11, 15, 76. 2. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Kỷ Mùi gặp chính ấn nên thông minh, nhân từ, không tham danh lợi, luôn nghĩ cho người khác trong công việc. Những bạn đang theo đuổi con đường học hành dễ gặp may. Ai đã đi làm thì nên xem lại cách làm việc của mình, cần tăng tốc độ làm việc, xác định được phương hướng phát triển của bản thân trong tương lai. Trong 3 ngày đầu tháng 10 âm, đường tình cảm là điểm sáng của Kỷ Mùi. Nhờ cục diện kim sinh thủy, bạn sống càng bình tĩnh, bạn sẽ càng được hạnh phúc, bạn sẽ đón một tin vui liên quan đến con cái, vợ chồng hoặc người thân trong họ. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, trắng, nâu đậm, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, con số may mắn 92, 23, 63. 3. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. May mắn tiền bạc trong ngày nhờ tam hội cục xuất hiện, bạn có quý nhân giúp đỡ, nhờ tinh thần lạc quan, tươi vui, bản mệnh không ngại đối mặt với khó khăn tài chính. Tân Mùi mạnh dạn làm ăn, không ai có gan to như bạn, không hổ danh là con giáp kiếm tiền giỏi. Tân Mùi hãy ăn thật ngon, ngủ thật kỹ, tập trung kiếm tiền, vui vẻ tiêu tiền, đừng tức giận chỉ vì một người chẳng ra đâu vào đâu. Xung quanh bạn có khá nhiều người tốt sẵn sàng giúp bạn, đừng vì một người mà đánh giá cả tập thể. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, trắng, nâu, quý nhân phù trợ, Mùi, Mão, con số may mắn 38, 11, 09. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi 5 con giáp may mắn nhất được thần tài gọi tên. Trong 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch 2023, đón cơ may cực đỏ, nhận lộc trời ban, có cơ hội đổi đời chuyển vận, tiền vàng ngập két. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.